nhiều khô của nó ăn khổ mà. Đây này, nó ăn chưa hề chăm lưỡi luôn đấy, tại con giun này nó mềm quá. Quay quay, ôi trời ơi, rồi rồi, ôi rồi. Ôi sướng quá, phê quá, cảm giác thu rồi lửa mới, thu rồi lửa mới. Quay con này cả cân, quá cả ký, cả ký luôn. Quay, mà vào tay nữa chứ. Giờ mặt phải bỏ qua. Đây trên đây bờ nó suối quay được đấy, quay bằng điện thoại nó cứ rung rung như đấy, đấy. À, hết đấy, ngoài là lươn to chưa, nó hơi ốm, mùa này nó hơi ốm, mùa đông nó hơi ốm tí thôi, nó to lắm. Quay cái đầu bé u u ngoài đã chưa, wow, là vào hàng tục tem của năm 2021 rồi em ạ. Đấy, hôm nay sử dụng bao mới đây, bao cát đây. Mà vào đi, không nghịch đâu, khô nhớt nó chết rồi. Quay cái phần đuôi mà nó to như này, quay ai à, mặc rồi ai à, cũng được đấy nhở, kiểu cũng được. Ôi nhà mắc lên nào, trời ơi, vừa mới rễ cây rồi. Mọc rồi. Mọc. Ôi, hàng tổ khiếp. Ôi. Ôi, cái đệ cây. Ôi, cả một mảng. Ui ui. Wow. Quay là lươn. Ui ui. To. Quay là to. To kinh. Quay là to. Hàng thế rất to, ôi ôi, lưng to, ôi, ôi, mình sẽ lên trên kia, ôi nó to, ôi, đây, ôi,
Ui, thằng to. Thằng thế chả to. Đâu giờ này nữa. Ui, lươn này. Mọi người nhìn lươn này. Sướng lắm. Để ú á. Tiếp cái hàng đẹp thế mà. Ui, mấy cái hàng kia là khô 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 thế là đến hàng này còn nước đẹp quá là chuyện đắng. Ui, ngoài ngoài đang bẻ một con to thế. Ui, nó xoay. Ui, là con tổ. Ui. Ui, nó lên tổ, xoay. Nó đang tít thò lô nó. Ui, bờ hiểm quá. Không thể ấy được. Long hoang là mất. Ăn sướng quá. Ui, ui phê. Ui ăn. Ui. Ui. Đấy, khổ rồi. Ui, nặng. Ui, nó giật kìa. Ui, nặng. Đâu chắc cổ. Uầy, lươn. Uầy, con tổ. Uầy. Sướng quá. Lên này. Ui. Dài này chứ. Đã quá. Ui, ui, ăn khủng đấy rồi, con này thiệt to, ui, ăn rồi, ui,
Trời ơi, cổ xem quá nhỉ. Uầy, uầy, quá thấy chưa. Khiếp, đổ mồ hôi vì nó mà. Ôi, đã yên rồi. Ui, ui con to. Ui, anh em ơi, con to. Ui, con to. To lắm. Ui, con to. Vàng ướm luôn. Ui, giá trị chưa? Ui, hôm nay con này to giá trị luôn. Con to, to lắm. Ui, nó ngắn thôi nhưng mà nó vàng. Wow, sướng quá. Uầy, thì về nhà nhiều lắm rồi, thì về nhà mình khoe. Uầy, phê. Vào đi, vào với đồng loài đấy, mày biết đấy mà, hàng đến bên kia khu. Uầy, vườn có cây rồi. Uầy, uầy, vườn thật. Uầy, toàn là cây diễn sĩ ở cái phi lão. Rồi, em ơi, mệt phê nọ rồi, cái không nhít lên một tí nào luôn, chết rồi, hỏng 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 hỏng. Ôi, không hề mọc được luôn. Ôi, vẫn còn mắc. Ui, 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 nó xoáy rồi. Dở rồi. Ui, làm thế bảo sao kiểu làm sao ra. Uầy, con tổ. Uầy, uầy, sẽ không. Đáng thế em chọn. Phi thật.
Ui. Ui. Ui, hôm nay phê quá. Wow, lên to. Wow, đã. Đã thật. Số ấy. Ui ăn. Đấy thì triển vọng mà. Ui. Ui, có lý. Ui. Vị trường mà thả vào. Bụp luôn. Ui, có lý. Ui nặng. Ui nặng lắm. Ui. Ui. Đã rồi. Ui. Có lý. Ui thôi chứ. Có lý chứ. Ui. 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 Ui mà cầm chết. Ui. Ui là lươn. Ui. Ui là lươn. Ui là lươn. Ui. Ui là lươn. Ui anh em ơi. Ui sướng quá. Để mình quay lại cái máy. Ui. Là lươn. Ui. Chả bả lửa. Ui. Mặc hầm trên thôi. Nhưng mà vẫn mắc này. Máy hàng rộng. Ui chả bả lửa luôn anh em ơi. Đấy thì biết chưa mà. Phê phê. Phê pha. Đấy khởi động tuyệt vời luôn. Wow, phải 500 gram. Sướng. Đúng rồi, từ khi có nuôi cụ kia là lộc về ấy. Đấy, chắc là con chậu. Nó theo cụ về đấy. Nặng. Ra dần nữa. Ui. 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 Ủa. Ui nó nhìn thấy luôn. Ui con to. Quá con to. Ô trời ơi là to. Ui. Ui là to. Ui. Ui. Ui là to. Ui. Hàng khổng lồ. Wow. Hàng khổng lồ. Wow. Nó tí là khỏe nhá, đấy là mắt đấy. Tôi không khỏe kiểu này đâu. Không có nữa, được kinh nghiệm mà. Úi. Tôi không chơi kiểu đấy. Mắt chết dở. Mà mắt không có rồi. Không thể mắt con nữa.
Wow. Nó ăn khôn lắm, nó ăn cả nó kẹo tít luôn, nó không 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 ngậm phát thứ hai. Khả năng nó sợ rồi. Chết đi. Mày tổ à? Mày tổ. Ăn khôn về chúng tôi à? Khôn về chúng tôi à? Quay. Được kiểu này. Quay. Ôi ôi. Khôn của chúng tôi à? Ôi. Ôi ôi. Nó mọc bá. Ôi ôi. 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 Ôi ôi, mọc được. Trời ơi, nó to thế. Đi rồi. Ôi, cái gì? Ôi, ôi, lửa lướt, ôi, 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 con cũng vừa tái xuống. Ui, ua, ui, anh em ơi, có phải lươn không? Ui, 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 lên bờ, lên bờ. Ui, con này
hơn 1 ký. Thực sự kỷ lục anh em ơi, lần đầu tiên trong đời. Tay ra. Con này không nổi lên lời. Quay thề luôn, không làm điêu. To đây. Lấy bao đã, về nhà mình khoe, tí nữa lại mình khoe ở đây. Phiêu quá. Anh em nhìn nhá, con lươn này. Ôi ôi ôi, con lươn kỷ lục trong đời. Trong đời thì cục vị chỉ có một lần này thôi. Có cái gì so nhỉ? Có trên nước gì nhỉ? Ui, lươn. Trời ơi, nấm này. Cổ tay này. Chú Đạt đường con. Ui, cất đã, dấu đã. Không thích. Tí nữa cho chú Đạt khiếp.